I'll find answer in you. Good. Mình đã tải bài về cho mình. Đúng chưa, mình học từ mới đây đúng không nhỉ? Chưa nhỉ? Làm rồi. Mới làm được một đề này thôi đúng không con nhỉ? Còn đây. À cái này nữa. Đây cái rồi nhưng mà cái này chưa. Now listen to the conversation. Three, six, double, eight, seven, nine. Jane, it's Sarah. Are you still looking for a job? Yes, I am actually. Well, my boss, who's the sales manager, needs a new secretary. Oh. Well, tell me something about the job. Well, Jane, it's a full-time job, 5 days a week. What time do you start in the morning? At 9 o'clock. You can catch the 8:30 train with me. Okay. And what's the pay like? I got £180 a week in my last job. Oh, you can earn more here. It's £6 an hour. So that's about £210 a week. What do you do for lunch, Sarah? Do you take sandwiches? No, we go to a little cafe near the park. And how many weeks holiday do you have? Well, I have 4 weeks. Some people have 5. But when you start, Jane, you only have 3. Right, I see. Shall I phone the sales manager? Yes, why not? His name's Mr. Fawcett. What? Fawcett. Fawcett. Well, thanks very much. Good luck. Bye, Jane. Bye. Dạ. Nghe lại lần nữa. Vợ. Again.
368879. Jane, it's Sarah. Are you still looking for a job? Yes, I am, actually. Well, my boss, who's the sales manager, needs a new secretary. Oh. Well, tell me something about the job. Well, Jane, it's a full-time job, 5 days a week. What time do you start in the morning? At 9 o'clock. You can catch the 8:30 train with me. Okay. And what's the pay like? I got £180 a week in my last job. Oh, you can earn more here. It's £6 an hour. So that's about £210 a week. What do you do for lunch, Sarah? Do you take sandwiches? No, we go to a little cafe near the park. And how many weeks holiday do you have? Well, I have 4 weeks. Some people have 5. But when you start, Jane, you only have 3. Right, I see. Shall I phone the sales manager? Yes, why not? His name's Mr. Fawcett. What? Fawcett. Fawcett. Well, thanks very much. Good luck. Bye, Jane. Bye. This is the end of part 3. Now listen to the conversation. Say. Câu 12. Say. 13 nè. À. 14. À. 15. Bị. Yes, be good. Mình sẽ nghe bài này và điền nhé. Course là khóa học nhé. Course. Khóa học. Chưa, khóa học. Xem là thứ rồi ngày rồi thì so địa chỉ các thứ. Các thứ. Là mình nghe nào. Now look at part 4. You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions 16 to 20. You will hear the information twice. Good morning. International Language School, can I help you? Yes, please. I'd like some information about your school. Certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15, so you should be here a little earlier, at about 9 o'clock. And I don't have the address. Could you give it to me, please? Yes. The school is at 57 London Road. Just a moment. I've got a map of the town. Could you tell me where London Road is, please? Yes. It's a long road, and we're quite near the station. Okay. I'll find it on my map. Thank you very much for your help. You're welcome. Now listen again. Now listen again. Good morning, International Language School. Can I help you? Yes, please. I'd like some information about your school.
certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15, so you should be here a little earlier, at about 9 o'clock. And I don't have the address. Could you give it to me, please? Yes. The school is at 57 London Road. Just a moment. I've got a map of the town. Could you tell me where London Road is, please? Yes. It's a long road, and we're quite near the station. Okay. I'll find it on my map. Thank you very much for your help. You're welcome. Cái ngày là thứ mấy nhỉ? Thứ mấy? Đây là thứ mấy? Hai. This is the end of part 4. Now look at part 4. Và ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 3 tháng 2 à? Ở January mà. Có nghe được không? Yes. Nhưng mà bạn có nghe được từ January không? Có. Có, nhưng mà có bị nhầm January là tháng 2 đúng không? Wow. Nhưng không sao, miễn là viết đúng được từ January là được nhá. Tiếp nào. Giờ là mấy giờ nhỉ? 9:15. Đúng rồi. Bạn nhìn đây, cái cách người ta viết chưa? Wow. 9:15. Right. Tiếp này, địa chỉ số bao nhiêu? Số 37. Đâu, người ta bảo 57 phải là số 507 đúng không? À 57, 57 chứ nhầm. 57 nhưng 50 nhá, chứ phải 30 nhá. Và gần cái station. Bây giờ mình sẽ ghi xem là cái ngân hàng này mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ, đóng cửa mấy giờ này. Bus, xe buýt đi đến trung tâm thành phố số bao nhiêu và giá tiền bao nhiêu nhé. Now look at part 5. You will hear a tour guide talking about a town in Scotland. Listen and complete questions 21 to 25. You will hear the conversation twice. Good morning and welcome to Scotland. Good morning. I hope you had a good journey and are not too tired this morning. My name is Jim and I am here to help you. I want to tell you a few things which you might find useful. Firstly, the banks. They're open from 9:30 in the morning until 4 o'clock in the afternoon. That's 9:30 until 4. They're open every day except Sunday. But on Sunday, you can change money in the hotel. Oh, that's good. Next, the buses. You can take a bus from the hotel to the city centre. It's the number 21. There are buses every 15 minutes, so you won't have to wait long. You'll find the bus stop just outside the hotel. Good. A ticket to the city centre costs 60 pence. Finally, tonight we're having a party for you in the restaurant. Ooh. I hope I'll see you all there. Thank you. Thank you. Đã.
Vâng, bà là cái câu 23 ấy, nó phải là nói về thứ chứ không phải nói về giờ đúng không? Nghe nghe lại lần nữa nhá. Now listen again. Good morning and welcome to Scotland. Good morning. I hope you had a good journey and are not too tired this morning. My name is Jim and I am here to help you. I want to tell you a few things which you might find useful. Firstly, the banks. They're open from 9:30 in the morning until 4 o'clock in the afternoon. That's 9:30 until 4. They're open every day except Sunday. But on Sunday, you can change money in the hotel. Oh, that's good. Next, the buses. You can take a bus from the hotel to the city centre. It's the number 21. There are buses every 15 minutes, so you won't have to wait long. You'll find the bus stop just outside the hotel. Good. A ticket to the city centre costs 60 pence. Finally, tonight we're having a party for you in the restaurant. Ooh. I hope I'll see you all there. Câu 21. 9:40 à? No, 30. Now look at part 5. 30 mà lại bảo 30 nhưng mà 40 nhá. Bạn chú ý hơn về cái nghe giờ với nghe số nhá. Nghe giờ mình đang tốt bằng cái khác. Đến mấy giờ nhỉ? 4 giờ chiều. Đúng rồi. Đóng cửa vào thứ mấy nhỉ? Chủ nhật. Nói tiếng Anh. Đây. Sunday. Cái xe số bao nhiêu nhỉ? 21. Và giá bao nhiêu nhỉ? 60 pence, đúng không? 60 xu. Vâng. Nghĩa là ví dụ chưa đến một bảng. Hết cái phần này rồi. Rồi ở đây mình sẽ có một số từ mới này nữa. Customer là cái gì nhỉ? Khách hàng. Vào cửa. Nhưng mà vào cửa. Tôi cứ đây là dụng như là sự vào cửa này hay là sự nhập hoặc là vé tiền vào cửa, nó có nhiều nghĩa lắm. Bạn có thể ghi admission. Nhưng mà trong cái bài thi, kiểu bài thi tiếng Anh chứng chỉ thì hay nghĩa của nó thường sẽ là tiền vào cửa. Nghĩa là ví dụ như là bạn đi vào một cái bảo tàng hay một cái gì đó. Đấy thì cái admission là ý là người ta đang nói đến tiền vào cửa. Vâng. Wow. Thank you.
Customer, okay? Customer. What? Admission. 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 This is matinee. Matinee. Matinee, okay? Matinee. Towel. Towel. Ciao. Customer, admission, matinee, towel. No. Rồi, câu này là g này. Thì ví dụ bạn làm cho cô các cái biển này nó sẽ tương ứng với cả 1, 2, 3, 4, 5 nhé. Rồi. Rồi. Có mù sẽ là gì nhỉ? Về. Number two. À. Ba nào? C. Có bốn. Bị là chỉ có khách hàng mới được dùng điện thoại. Câu 5 này. Free admission là như nào nhỉ? For children là miễn phí vé vào cửa cho trẻ em. Ở đây ví dụ như là changing room là phòng gì nhỉ? Thay đồ à? Đúng rồi.
No. Câu 6 là gì nhỉ? Câu 6 là take it. Ừ. Câu 7 nào? Parents. Yes. 8 nào? Remember. Chỉ là thirsty. Câu 10 là ages. Mọi lứa tuổi đúng không? Ở đây người ta có ví dụ như have a bath và take a shower là đúng không? Have a bath là tắm gì nhỉ? Bồn. Take a shower là như mình thôi đúng không? Đó là tắm kiểu vòi sen, tắm lúc mà không tắm bồn. Rồi. Câu 11 là gì nhỉ? Câu 11 là C ạ. 12. B ạ. 3. 13 là C ạ. 14 là C ạ. 13 là A nhé, nhìn thấy chưa? Vâng. 14 là... 14 là gì nhỉ? C à? Không, cái 4 là B. What a pity là gì ạ? Là đáng tiếc. Nên người ta nói là gì? Hãy cẩn thận nhé. Mình nói là gì? I will là gì? Ok, tôi sẽ thì cẩn thận. Tôi sẽ mà, I will, tôi sẽ cẩn thận mà. Còn what a pity ý là đáng tiếc. Ví dụ như người ta rủ con đi đến một bữa tiệc, con bảo là không, hôm nay tôi rất bận, tôi không đi được, thì người ta sẽ nói là gì? What a pity. Và câu 15 nào? C. What I do too, tôi cũng ghét. Câu này nhé. Thank you.
giờ ạ? Câu 16 là câu 16 là what did you see? Người đợi nào? Do you think I like it? 18 nào? G đúng rồi. 19 nào? B. 20. À. Đó. Cái từ ở đây thì một cụm động từ nhé, bạn có thể ghi vào keep on sẽ bằng với gì? Go on là bằng với continue, nghĩa là tiếp gì nhỉ? Tiếp tục. Tiếp tục. Bạn ghi vào đi vì là cái này là lên lớp 9 ý lại học lại đấy. Vâng. Trọng tâm của lớp 9. Thế là mình cứ dần dần làm quen, kể cả bây giờ mình ghi mình quên mất, nhưng mà về sau mình thỉnh thoảng mình mở ra nhìn lại đúng không? Thế là mình có một cái gọi là gọi là đã ít nhất là cũng không mang máng nhớ. Rồi. Cái này bạn có thể chụp lại cho cô cái đống câu hỏi này, hoặc là cái bài đọc thì con muốn chụp cái nào lấy điện thoại xong làm. Where are you? Câu hỏi cô cấp, mình sẽ chuyển sang bài đọc và bạn sẽ đọc và nhìn trong điện thoại của bạn về câu hỏi nhé. Vâng. Rồi. Nói về mứt, cho em mứt.
Rồi. Mày muốn bị lộn đáp án rồi. Tiếp câu 22 là gì nhỉ? 22 là B. B đúng không? B này. Rồi. Nghĩa là cô ấy như nào nhỉ? Không đi học đại học mà lại tự kinh doanh đúng không? Không đi học đại học. Câu 23 là gì nhỉ? À. She wanted to make money. Đây là start business nghĩa là như nào nhỉ? Làm kinh doanh đúng không? Kinh doanh chắc chắn là để thu về lợi nhuận, thu về tiền rồi chứ không thể là do thích ăn xong rồi làm xong rồi ăn tự ăn đúng không? Tiếp câu 24 là đúng rồi, college là trường đại học nhá, đại học hoặc là university cũng là đại học đấy. Nhưng là khi mà rời trường thì bố mẹ của Esther muốn cô ấy đi học tiếp đúng không, học đại học cơ. Tiếp này câu 25 là cô ấy bán orange juice cho gì đây nhỉ? A school. Như đây mới local. Cùng a school à? Rồi. Câu 26 là gì nhỉ? C. C đúng rồi. Câu 27 này. À. Yes. Nghĩa là tuy là không đi học đại học nhưng mà rất là thành công trong công việc làm ăn đúng không? Vậy đây bạn thì chụp lại cho cô cái bài này nhé. Sau đó mình sẽ xong chưa? Rồi. Bên người ta loài này nói về gì nhỉ? History of air travel là balloon khinh khí cầu rồi thì máy bay đúng chưa? Đấy. Có 35 câu đúng không nhỉ? Thank you.
rồi ạ. Câu 28 là B. Đó là C. Em ở đây nhé, người ta sẽ nói là thì, đây là thì gì nhỉ? Quá khứ. Ờ, quá khứ thì quá khứ của fly phải là flew nhá. Còn flow nữa là quá từ khứ. Hai. Thế 29 là gì? 29 là A. Ba mươi là A. 31 là B. 32. 32 là C. 33. 33 là B. 34 là C. 35. 35 là A. Ok, very good. Mình sẽ làm nó bài mình. Now, you want a room in a hotel, you can phone and do this first. Dịch ra nếu như bạn gì đấy, dịch ra cái đã. Nếu như bạn muốn có một phòng ở khách sạn, bạn phải gọi điện và làm điều này trước. Thế là làm gì đúng? Gọi là đặt phòng đúng không? Thế đặt phòng, cái động từ đặt phòng là gì? Book. Book, very good. Tiếp này, when you arrive at a hotel or campsite, you go there first. Khi mà đến đến cái khách sạn thì bạn sẽ vào, bạn sẽ đến chỗ nào đầu tiên luôn nhỉ? Nghĩa là nó trước cửa khách sạn ấy. Cái lễ gì nhỉ? Cổng à? Lễ tân, cái lễ tân là cái gì nhỉ? Biết từ đấy chưa? Chưa. Reception nhá. Reception là lễ tân nhé, của lễ tân nhé. Rồi bạn sẽ nhận phòng đúng không? Thì bạn sẽ ra lễ tân. You sleep inside this on a campsite. Cái trại ấy, không phải là ngủ ở đâu đấy. Trong lều à? Tent. Tent đúng rồi. This type of hotel is for two people. Không phải là hotel room trong hai người là double room à? Oh, very good. You go here to enjoy the sun and swim in the sea. Beach. Beach. Yeah, lot. Nốt bài này mới hết đúng không nhỉ? Thế thì mình cố làm nốt bài này đi. I lost my bag on train. Chấm. Đoán thì đây là thì gì nhỉ? À, 41 là last à? Đúng rồi. Hoặc là this cũng được. Tiếp này, I was on the 8:30 a.m. train to Cambridge. Tiếp này, ngày ngày ấy thì bạn phải dùng vào ngày. Vào ngày thì bạn dùng giới từ gì? At à? Không không không, at chỉ dùng giờ thôi. Ngày là dùng on nhá, nhớ cho cô. Ngày nhá, là dùng on, nhớ chưa? Ngày dùng on. Tháng bạn dùng in, được chưa? Ngày dùng on, tháng dùng in. Nhưng mà khi cả ngày cả tháng đi với nhau thì vẫn dùng on nhá, được chưa? If it is gì đây? In. Không. Bây giờ tôi mất cái túi đúng không? Mất cái túi. Nó là gì? Đúng rồi. Nó là một cái túi to màu xanh. And my name gì đây? Written. Câu lại câu học rồi nhá. Has. Nếu như my name has written on it, là tên của tôi đã viết lên nó à? Nghĩa là cái tên của con biết viết à?
He has beer. Câu này đang là thì quá khứ phải dùng gì? Was hoặc là is nhá. Nghĩa là tên của tôi được viết lên đó, được chưa? Chứ không không cần has been gì hết ở đây. Tiếp. If did bạn nhìn này. When you did là did you find, được chưa? Vâng. Đấy, nếu did thì did you find, còn đây là found là have you found. Vâng. Là ông đã tìm ra chưa? Được chưa? Ông đã tìm thấy chưa? Rồi tiếp. Dear Mrs. Johnson, ai gì đây? Tôi rất là vui khi nói với bà rằng là chúng tôi đã tìm thấy cái túi. Nói như là ai thì... I'm very pleased. I'm pleased to tell you, đúng rồi. If you come gì đây? To. Câu 49 tiếp nào. I you. Rồi, I will give it to you. Chắc là người ta bị thiếu chữ I ấy. Tiếp nào. The office open. Opens. Nhìn thấy chưa? Đấy, nhớ có S nhá. Rồi, đây. Không hiểu thế nào, thôi hôm sau làm nốt đi. Phát nữa cơ. Đúng rồi nhá. Buổi ngày mai ấy là buổi cuối cùng của mình rồi đấy. Nghĩa là sau buổi ngày mai thì mai sẽ là say goodbye nhá. Yeah. Ngày mai thì mình sẽ nốt cái bài này vào một bài nói. Thì trước khi thì vẫn gọi là gì nhỉ? Mai mới cả kết thúc cơ, nhưng mà chúc bạn là học tiếng Anh rất là và nếu như con muốn thì ví dụ cô có thể gửi link cho con cái cả cái giáo trình vừa rồi nhá. Được chưa? Vâng. Thì ở nhà con có thể là tự ôn thêm cái giáo trình đấy, thì nó rất là tốt cho cả nghe, cả nói, cả đọc viết của mình. Nghĩa là ngoài cái trên lớp ra thì bạn ví dụ bạn cứ ôn cái đấy cho kỹ vào, cho làm cho tốt vào, rồi sau này ví dụ bạn có thể đi thi chứng chỉ, bạn có thể học cao lên nữa rồi thi chứng chỉ. Rồi, được chưa? Đấy thì mai cô sẽ gửi cho con cái link đấy qua mail của mẹ nhá. Đấy thì có gì con sẽ vào check, hoặc là cô có thể gửi cái link qua cái Zalo. Đấy. Thì mai buổi mai mình sẽ là buổi cuối nhá. Ok, thank you and see you next time. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.